Yo, chào anh em. Rồi, chúng ta em lên tập 2 trong series sửa xe của tôi. Tập trước chúng ta đã sửa xe cái xe đầu tiên được một ít tiền. Tôi đã cơi nới cái container này thành một cái chỗ để tôi kiểu như là tái chế lại cái những cái thiết bị những cái thiết bị đã hỏng ấy, mà tôi thu được từ những cái xe mà tôi sửa ấy, ra làm những cái khác để mình nâng cấp. Đó là chúng ta tiếp tục cái xe mới đi. Đó, cái xe của Joanna. Ok, đây là một chiếc xe của một người hàng xóm, một cô gái hàng xóm chúng nên nhận. Ok thôi. Thế còn được. Ở đây con xe của Joanna đây, một con Mini Cooper đi được 65 vạn anh em, 65.000 chứ 6 vạn. Ui, rất nhiều lỗi và có 4 lỗi chưa xác định được. Thay dầu rồi thay mấy cái chất lỏng, chất dầu khí rồi các thứ, thay nước rửa kính. Ok, xin mời vào gara. Rồi, việc đầu tiên thì của chúng ta được cứ kiểm tra động cơ đã tổng thể. Rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm công việc quen thuộc, đó là hút hết mấy cái chất này ra. Nếu mà một thợ máy không có tâm thì họ sẽ đổ luôn vào để tiết kiệm chi phí, nhưng mà tôi lại là một người thợ máy có tâm anh em. Tôi sẽ hút hết cặn vào. Cái gì cũng phải để tâm vào nghề. Là ai có anh em bạn bè gì thì hãy cứ giới thiệu tới gara của tôi. Yên tâm là phí dịch vụ ưu đãi, chăm sóc tận tình, mang đến một chiếc xe gọi là chất lượng nhất cho khách hàng. Đấy là tiêu chí của tôi. Đó, tôi sẽ lấy dầu thừa ra. Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm những cái cần thay. Tốt nhất chúng ta cứ đánh dấu hết lại thì nó sẽ hiện luôn ở trên đấy. Bốn cái này không có trong liệt kê thì chúng ta phải tự tìm. Ok thôi. Cái lốp trước này không có vấn đề, nhưng mà tôi thấy nó có bị gì bên trong này anh em hiểu không? Để tôi thử lấy nó ra xem có phải là lỗi không. Thường gì gì như này là sẽ có vấn đề này. Má phanh cũng có vấn đề này. Má phanh trước. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Không sai đi đâu được. Lấy lọ dầu ra này, thay lọ dầu này. Thay đệm cao su này.
người thợ máy có tâm là phải tìm ra được lỗi cho khách hàng, sửa cho khách hàng. Khách hàng nhiều khi không biết lỗi được cái xe của mình, mình phải tự bắt bệnh, đem lại trải nghiệm cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất, professional nhất. Ok, má phanh trước và cái la răng này nếu có vấn đề. Đó. Và cái máy kia thì từ từ đã, tôi lấy hết những cái này ra đã. Ở đây cái má phanh sau có vấn đề này. Điện cao su ở đây cũng có vấn đề này. Rồi, má phanh. Ok chưa? Rồi đấy. Bây giờ đến máy. Hạ xuống. Con xe này đời năm bao nhiêu? 2015, cũng khá là mới. Rồi bây giờ tôi sẽ phải lấy mấy cái này ra. Mở cái hộp ra. Lấy cái buji đánh lửa ra. Lấy hết ra. Phẫu thuật cái động cơ này. Rồi, chúng ta có một cái thanh ở đây. Tháo nó ra. Tháo cái này ra này. Tháo dây ra này. Rất nhiều cái hỏng ở đây.
Rồi bây giờ chúng ta có thể lấy cái này ra rồi. Bây giờ chúng ta cần phải check. Up to stop lead. Hai cái này này, bốn cái máu phanh này, hai cái này, bốn cái summon với cả hộp dầu này. Hộp dầu này vẫn còn đầy mà, vẫn còn xịn mà đã thay rồi. Nếu khách hàng yêu cầu thì mình cưới thôi. Ok chưa? Một cái một cái hai cái hai cái một cái nhỉ. India Runa. Một cái thôi. Cái này một cái này. Tôi bị đánh dấu nhầm. Cái này một cái. Mình vẫn nhớ. Cái này phải là xốp điện à. Buzi 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 mấy cái nhỉ. Hai cái, hai cái. Cái này là hai cái và cái summon là bốn cái thì phải. Hai cái ruby bu sinh đúng không? Và hai cái summon. Ruby bu sinh là bốn cái. Bốn cái hai cái nữa. Ok. Big bad má phanh là tôi cần bốn cái lần. Bốn cái. Cái này là hai cái thôi. Simon du sinh mình cần không nhỉ? Không cần. Không cần. Hồi fit này một cái này. Sốt điện. Cái Invilicoin này là cần mấy cái ta? Một cái. Ok. Trước mắt là lắp khá nhiều tiền để mua mới đấy. Và bây giờ chúng ta lắp thôi. Hàng xịn này.
dây vào đây nè. Ok chưa? Đấy. Rồi bây giờ nâng xe lên. Chúng ta thay lốp. Thay hộp dầu mới. Thay hết mấy cái đệm cao su. Sợ. Ngày thứ hai làm việc ở cái xưởng này thành thạo luôn. Sắp tới tôi sẽ là một cái thợ máy chuyên nghiệp nhất cái thành phố này. Lấy hết khách VIP ở đây. Sau này là tôi sẽ chỉ sửa mẹ siêu xe thôi. Còn giờ đang nghèo phải sửa thêm mấy cái xe dân này nữa. Thương hiệu Lazy sửa xe nó sẽ chùm luôn cái thành phố này. Quá chuyên nghiệp. Bây giờ là thay dầu rồi các thứ thôi. Hạ xe xuống.
Perfect. Thay dầu. Mình hết tết dầu cạn là bây giờ chỉ việc đầu dầu mới thôi. Dùng dịch làm mát. Nước có bôi trơn động cơ phanh. Ok. Xong. Bây giờ có thể bàn giao xe được rồi. 2001. Oh, nice. Mua đồ rẻ hơn cũng được. Cần 2 điểm để vặn đinh à. Rồi, đến level 6. K9. Để xem tiếp theo cái xe tiếp theo mình cần gì thì mình sẽ mua theo cái xe đấy. Bây giờ mình mua mình sẽ sợ mình sẽ bị hớ. Chưa biết được cái xe yêu cầu xe sau yêu cầu cái gì. Đó. 3.900, nói chung là cũng tầm hòm. Chúng ta được khá nhiều mấy cái này. Ồ, có được cái hòm này, bỏ tay rồi. Pick 2k. Ồ, lại được cái hòm nữa. Nice. Hu 144 XP, nice. Rồi, mấy cái đồ mà gần hỏng hỏng này mà không còn xanh nữa thì tôi sẽ đi tái chế. Đi phân rã ra thì đúng hơn. Để chúng ta dùng nguyên liệu để dùng đợt sau như cái này thì... Đó. Oh shit.
Cái phế liệu này nó sẽ giúp mình nâng cấp những cái đồ mà mình tháo ra này. Nếu mà nó xanh đó, thì mình có thể nâng cấp sao cho nó lên. Như hiện tại tôi có cái này. Đó, mình nâng cấp dần những cái đồ này lên. Thì sau tôi chế nó sẽ được rất là nhiều đồ xịn. Mấy cái đồ này cũng phân giải ra đi. Fuck xịt cả hai. Đó. Như vậy là tôi sẽ có hai món 3 sao. Thì nếu mà sau này xe nào cần thay mình thay vào thì mình sẽ được rất là nhiều. Nhiều tiền. Đó. Cái xe tiếp theo sản xuất năm 1993. Ok. Thì xe này sẽ để ngày mai tôi sẽ nhập về để sửa. Đó, ngày thứ hai của tôi đã kết thúc rồi. Rồi nếu anh em xem thứ hai thì bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình. Hẹn anh em tập tiếp theo trong series sửa xe này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.